Chào mừng các quý anh chị đã quay trở lại với channel Bất Động Sản Đông Anh Sóc Sơn. Em Hùng đang có mặt tại đường Đản Dị. Đây là mặt phố Đản Dị, xã Uy Lỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Với tổng diện tích từ gần 60m² tới 74m². Với tổng tài chính chỉ từ 52 triệu, các anh chị có thể sở hữu một bất động sản ngay trung tâm thị trấn huyện Đông Anh. Từ đường Cao Lỗ, đoạn Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, các anh chị di chuyển xuống dưới này khoảng gần 100m thôi. Thì đi qua nhà văn hóa, tới ngõ 39. Tới ngõ 39 đường Đản Dị, các anh chị rẽ trái. Các anh chị rẽ trái vào trong này khoảng 100m. Phố Đản Dị kinh doanh rất nhiều các mặt hàng và được xem như là mặt phố ẩm thực, với rất nhiều các cửa hàng và quán ăn đa dạng thực đơn. Quý anh chị có thời gian qua đây công tác, đặc biệt là vào buổi tối, anh chị nên ghé qua mặt phố Đản Dị để tận hưởng những món ăn rất là ngon, rất là đặc sắc. Đây là thông tin quỹ đất, em Hùng gửi thông tin tới các quý anh chị. Từ mặt phố các anh chị di chuyển vào đây thì cũng khá là gần thôi. Đường đây thì tất cả đều là đường thông, ô tô ra vào thoải mái. Phía sau này chính là nhà văn hóa của huyện Đông Anh. Lô góc mặt tiền, vị trí chiếc ô tô đỗ kia có diện tích là 74,3m². Lô bên cạnh vị trí chiếc máy múc này diện tích là 73,1m. Và lô thứ ba này diện tích là 72,3m, mặt tiền đều 4,91m, chiều dài là 14,92, có hướng phía nam. Và ở phía sau này thì có tổng cộng là 4 lô, diện tích thì đều là 59,5m, chiều dài là 14,88. 4 lô này thì có hướng phía tây, đường ở đây là đường 3m. Đường ở đây là đường 3m, ô tô có thể vào được mà là đường thông. Tuy nhiên, ở bên cuối đường thì nó sẽ có nút thắt cổ chai. Ở phía cuối đường kia thì sẽ bị nút thắt cổ chai. Đường chỉ còn khoảng 2m. Quỹ đất ở thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ thì khá là hiếm, và giá thành thì cũng rất là cao. Tuy nhiên thì vị trí nằm ngay trung tâm thị trấn huyện Đông Anh, với tất cả các tiện ích đạt chuẩn của thị trấn, gần nhiều trường học nổi tiếng. Hiện tại với quỹ đất này thì đều là giá dành cho các nhà đầu tư. Các anh chị có nhu cầu mua để ở thì vị trí này khá là thuận tiện. Còn các quý anh chị nhà đầu tư cũng có thể nhắc đầu tư một bất động sản ở khu vực này, có thể thu lời trong tương lai hoặc đầu tư khai thác kinh doanh đồng tiền. Phía trước các anh chị đây là một dãy nhà trọ. Ở thị trấn thì có rất nhiều các cơ quan hành chính, nhiều các cửa hàng kinh doanh, nhiều các siêu thị. Vì vậy mà nhu cầu người dân mua bất động sản ở đây để thuận tiện cho công tác, cũng như là nhu cầu thuê nhà để ở cũng rất là cao. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, em Hùng còn cung cấp các dịch vụ về pháp lý bất động sản, dịch vụ đo đạc đất đai, chia tách sổ đỏ, cấp sổ đỏ lần đầu và hỗ trợ tài chính.
Các anh chị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho em hoặc bình luận ở bên dưới phần mô tả. Các anh chị nhớ like, share và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin về bất động sản mới nhất. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.